nhận diện khuôn mặt xác định người đó có trong cơ sở dữ liệu và chưa nhận sữa trong thời gian quy định. Hệ thống sẽ tiến hành kích hoạt băng tải đưa sữa cho người vừa được hệ thống xác nhận. Khi hệ thống xác định người này đã lấy trong thời gian quy định thì băng tải sẽ không chạy và đưa ra thông báo trên màn hình.